Hôm nay trời mưa, chiều nay vừa mới mưa xong. Ở đây đường Đặng Thị Nhu có quán gà công gà kiểu Singapore. Tòa nhà đã rất cũ, tòa nhà cổ. Rất là cũ kỹ. Đây chắc là khách sạn. Đường Đặng Thị Nhu, con đường rất là ngắn. Bán cái gì? Quần áo, cửa hàng quần áo, du lịch, quần áo, khách sạn. Cơm chay xa xa ra kia là cái tòa nhà cổ của mình. Nhà tòa nhà cổ mình vẫn thường quay cho các bạn xem. Vẫn còn một số nhà dân người ta ở đây. Đây là bến Thành Len. Tòa nhà cổ kìa, mái trong. Trời mưa nên đường hơi ướt. Trời ơi, tây kìa. Khách du lịch. Từ được Đặng Thị Nhu là nhìn mới thấy hết được vẻ đẹp của tòa nhà. Trời ơi, đây là người Kim, nhà Thái, chú Thái.